Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Khi mà đọc bình luận của mọi người á, thì có một bạn hỏi mình là: anh ơi, làm thế nào để mình nâng cấp bản thân ạ? Trước tiên á, thì mình rất là cảm ơn vì bạn đã tin tưởng đặt cho mình câu hỏi đó nha. Cá nhân mình thấy á, thì câu hỏi này cực kỳ phổ biến luôn. Đối với mình á, hành trình phát triển bản thân không chỉ gói gọn trong chỉ một clip này không thôi, mà trong kênh của mình á, có cả một series nói về vấn đề đó luôn. Vì đó là cốt lõi kênh của mình. Và mình tin ai cũng sẽ có những cách rất là riêng của bản thân họ để mà nâng cấp bản thân. Bản thân mình thì cũng có vài chiêu để mà phát triển bản thân. Và chiêu cuối cùng á, thì sẽ có đôi phần đặc biệt. Nên mọi người hãy cùng ở lại tới cuối cùng mình phát triển bản thân nha. Việc đầu tiên trong hành trình nâng cấp bản thân là mình sẽ hệ thống lại mọi thứ. Mình sẽ đưa lối sinh hoạt của mình vào quỹ đạo. Cụ thể là mình sẽ làm cái thời khóa biểu của riêng mình. Và mình cũng rất là khuyến khích mọi người cũng hãy làm như vậy. Trong thời khóa biểu của bản thân á, thì mình sẽ liệt kê cụ thể giờ giấc sinh hoạt của mình, giống như là mình đi học lúc mấy giờ đồ nè. Và hãy lên cho mình một khung thời gian rảnh, nửa tiếng thôi cũng được, để mà thực hiện những cái hoạt động trau dồi bản thân. Một việc tuyệt đối không thể thiếu trong khung thời khóa biểu của mình đó là tập thể dục. Bạn có sức khỏe, có sự dẻo dai thì bạn mới có thể theo đuổi bất cứ thứ gì bạn muốn trên cuộc đời này được. Sức khỏe đối với mình cực kỳ quan trọng luôn. Và mình không ngại hy sinh thời gian vui chơi của mình để mà đổi lấy sức khỏe. Mình cho đó là khoản giao dịch có hời nhất trên trần đời này luôn á. Vô vàn điều tích cực mà tập thể dục có thể mang lại cho bạn, như là rèn giũa ý chí nè, sự quyết tâm, vân vân. Bạn nói là bạn không có thời gian, bạn không có dụng cụ. Thôi, dẹp những cái biện minh đó qua một bên đi. Những cái bài tập trên mạng nè, thiếu gì như là tập cardio nè, tập HIIT nè, yoga giãn cơ nè, không cần dụng cụ, 10 phút là có thể giải quyết được. Mình nói á, có cuốn cỡ nào, có động lực cỡ nào mà mọi người không tự thân vận động á, thì cũng vô dụng. Nhiều người á, họ đóng khung trong kiểu tính cách của mình, họ lười thay đổi. Bạn muốn nâng cấp bản thân á, việc đầu tiên bạn nên biết được á, là bạn, chính bạn chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của bản thân bạn. Thay đổi á, có thể là một cái gì đó mang lại nhiều rủi ro và khó khăn, nhưng rủi ro đến từ việc không chịu thay đổi nó lớn hơn nhiều. Bạn sẽ phải trả giá cho việc chỉ muốn mà không bao giờ bắt tay vào việc thực hiện. Đọc sách. Ai cũng khuyên vậy ha. Mình cũng không có ngoại lệ đâu. Đọc sách và tập thể dục á, là hai việc tuyệt đối không thể thiếu trong thời khóa biểu của bản thân mình. Một ngày á, mình thường dành một cái khoảng thời gian nhất định cho việc đọc sách. Đọc nhiều thì ngán, đọc ít á, thì không đủ đô. Thử đi, bạn cũng đâu có mất mát gì đâu. Có người nói á, trên thế giới này không có người ghét sách, chỉ có người chưa tìm được cuốn sách thích hợp với họ mà thôi. Khi mà cuộc sống xô bồ á, bạn tiếp xúc hết người này tới người kia, bạn không có thời gian sống chậm lại. Bạn bị dòng đời hối hả, tấp nập cuốn đi. Không có thời gian để mà nuôi dưỡng thế giới quan trong bạn á, thì đọc sách, ngoài có thể tiếp thu những cái tư tưởng của những người tài ba ra á, còn cho bạn thời gian để bạn tĩnh lặng lại, suy ngẫm lại những chuyện đã qua cũng như đang xảy ra. Thì đó, đọc sách và tập thể dục là hai thứ cơ bản trong thời khóa biểu của mình. Bạn nào muốn biết cụ thể hơn á, cách mình thiết lập thời khóa biểu cho bản thân á, thì các bạn có thể xem lại clip cùng mình lập thời khóa biểu nha. Link mình để phía bên trên. Như mình đã nói á, hành trình nâng cấp bản thân á, nó là vô vàn. Không thể chỉ gói gọn cho một cái clip như vậy không thôi. Có thể á, là mọi người muốn nâng cấp bản thân á, là mọi người muốn nâng cấp về mặt ngoại hình, được sự công nhận của những người xung quanh. Mình cũng muốn điều đó, nhưng mà mình đặt trọng tâm sự nâng cấp bản thân á, vào nội tâm của bản thân mình. Hành trình giữa nết là một danh sách phát trên kênh của mình, với mô tả là cái tính, cái nết là gốc con người. Bây giờ không giũa là mốt không ai thương. Liêu liêu. Với danh sách phát đó thì đụng đâu mình sẽ nói đó, như là cách mình đã vượt qua sự tiêu cực nè. Rồi những cái bài học đến từ những cái sự kiện, những cái biến động của cuộc đời nè. Rồi cách để mà không so sánh với người khác một cách tiêu cực và mù quáng nè.
rồi những cái tâm tư tình cảm của mình những lúc đi học khi mà mọi chuyện không được như ý mình muốn ấy. Rồi giá trị của việc ở một mình nè, rồi khi nào nên im lặng nè, vân 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 vân. Với giá trị cốt lõi á, là qua những sự việc đã qua, ngẫm lại bản thân, chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng tốt hơn, cùng trưởng thành hơn mỗi ngày. Và mình vẫn đang làm dồi dào thêm cái series đó. Bên cạnh đó thì series Chuyện Khó Nói cũng với mục đích tương tự, nhưng những cái vấn đề ở trọng thì ngại mở lời hơn nên thành series Chuyện Khó Nói. Bạn nào quan tâm thì có thể ghé qua hai series đó, biết đâu gặp chúng cái video mà trùng hoàn cảnh lúc này của bạn thì sao. Tự nhiên được dịp cái PR quá trời luôn. Điều cuối cùng là hãy quan sát nội tâm của bạn. Đã mà nâng cấp bản thân á, thì trước hết nhất á, là bạn phải hiểu bản thân bạn trước cái đã, phải không? Tới đây thì mình muốn nói một điều á, đó là chúng ta không phải là tính cách của chúng ta. Bạn nghe kỹ không? Chúng ta không phải là tính cách của chúng ta. Chúng ta nhiều hơn như vậy. Bạn đừng đóng khung bản thân trong khung mẫu tính cách của bạn không thôi. Mình cách nào đây? Hãy quan sát cuộc độc thoại nội tâm trong bạn. Đừng đánh giá, chỉ quan sát thôi. Chức năng chính của tính cách là để duy trì cái tôi, tập trung vào bản ngã. Tính cách không hơn gì là bộ sưu tập những phản ứng có điều kiện. Như là cuộc sống cơ cực sẽ hình thành tính cách A, rồi cuộc sống sung túc sẽ nảy sinh tính cách B. Việc chúng ta đồng nhất với tính cách chẳng khác nào là một sự bỏ mặc bản chất thực sự của bản thân cả. Một trong những nguyên nhân chính khiến chúng ta kháng cự việc thay đổi là do trở về với bản chất thực sự luôn đi kèm với sự đau đớn. Sự đau đớn đó đến từ việc chúng ta đã bỏ mặc bản thân từ trước đó rồi. Còn về bản chất thực sự của chúng ta là gì á, thì mình cảm thấy nó không phải là trọng tâm của video ngày hôm nay. Nếu mà nói nữa thì mình sợ sẽ dẫn mọi người đi một vòng lớn ấy. Và thú thật luôn là với vốn kiến thức khiêm tốn hiện giờ của mình á, thì có lẽ là mình cần thêm thời gian cho câu hỏi đó. Để mình ráng làm đơn giản mọi thứ để mọi người có thể dễ hiểu nha. Giống như bạn giận một người đi, vì trong quá khứ người đó đã lỡ tác động một cái thứ gì đó đến với bạn, thì bạn sẽ bị tính cách điều khiển trong quá trình bạn gặp lại họ. Bạn cư xử khác mình đi, vì tính cách của bạn được dựng lên là để bảo vệ cái tôi. Lúc đó bạn không tỉnh thức, bạn không phải là chính bạn, bạn bị tính cách điều khiển. Ví dụ như việc mình hay quạo thằng em mình vì nó lười quét nhà nè, rồi học bút chì màu quăng lung tung, học xong thì không chịu dọn nè. Cái đang bực mình ấy là mình khựng lại, quan sát cái phản ứng lúc đó của mình, quan sát những cái suy nghĩ tức giận lúc đó của mình, chỉ quan sát thôi. Cái tự nhiên mình tỉnh tâm lại liền luôn. Đúng kiểu mà lúc đó mình đang tỉnh thức á, mình không bị điều khiển bởi tính cách ấy. Mình biết nghe thì có vẻ hơi kỳ, nhưng mà mọi người ráng nghiệm lại những gì mình đã nói đi ha. Bên cạnh đó thì bình thường mình cũng hay tự trò chuyện với bản thân mình, tư tưởng cũng có, nói thành lời cũng có luôn. Cách mình hai bàn, mình bất chợt nghe được cuộc hội thoại của họ. Cậu ta làm gì vậy? Chắc là đang học bài. Sao tự nhiên ngồi nói chuyện một mình vậy? Không bày tỏ cảm xúc như vậy nữa. Chắc là có bệnh. Họ nói bằng tiếng Hoa, nào có biết được là mình cũng hiểu tiếng Hoa. Mọi người có biết là ta sẽ có nhiều hơn một cách là giận dữ để bày tỏ cảm xúc với những cái tin không đúng về ta không? Người ngoài chắc nghĩ mình kỳ cục như thành khùng vậy á. Nhưng mà mình không quan tâm, vì làm như vậy á, mình lại cảm thấy mình có thể hiểu rõ bản thân mình hơn. Mình còn tự trò chuyện với bản thân mình những lúc mình bị bệnh nữa. Mọi người thường sẽ nghĩ là mình bị sao ấy, nhưng mà suy nghĩ của các bạn thì mình không thể kiểm soát. Mình chỉ biết mình là như vậy, mình thoải mái với điều đó. Và điều đó giúp mình là chính bản thân mình. Mình chỉ cần biết điều đó và mình không quan tâm gì nhiều thêm. Và đó là những cách khái quát giúp mình có thể hiểu rõ và nâng cấp bản thân. Mong rằng cái video này có thể đưa một cái góc nhìn mới về vấn đề nâng cấp bản thân đến với các bạn nha. Và nếu mà các bạn cảm thấy thích video này á, thì đừng quên hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống của mình trên đó. Và bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của các bạn sau khi xem hết clip của mình, cũng như là
chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng là ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.